He's gonna say a hey hey now mom, mom and brother. Ờ, rồi đứng im nè, vô vị trí nè, VC đứng ngay ngắn lại. Hi, xin chào. Victor, xin chào, hôm nay đẹp trai quá. Xin chào. Just a sneak idol. Ha. Như xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đang xem kênh Như Family, cuộc sống nông thôn Thụy Điển. Như với lại Victor hiện tại đang ở nhà của ba Victor nè, chuẩn bị bước vô trong. Hôm nay thì làm cái gì vậy ta? Nói chuyện chút coi. Yes, the boy. Sẽ đem theo cái phin cà phê á, với bịch cà phê nữa. Để mà pha cà phê sữa đá với lại cà phê đá cho hai bác uống thử. Bây giờ xin mời cả nhà cùng vào trong với gia đình của Như thăm ba phép tờ nha. Rồi. Như mua xúc xích này á, ở công ty của Như làm á, thì lâu lâu á là xúc xích với lại đầu hộp á, thì họ bán giảm giá, nhưng mà vẫn còn hạn nha. Nhưng mà ngắn hạn á, Như mua Như đem về nhà ăn, nhưng mà phải tờ nói là nhiều quá, cái này tới 2 ký mấy lận. Mình đem đến cho ba đi, cái loại này ba rất là thích, cho nên Như đem tới. Nhưng mà Như cũng nói rõ với bác á là xúc xích này nó sắp hết hạn rồi, còn có mấy ngày nữa là hết hạn à, cho nên phải ăn sớm á. Đồ ăn mà chưa hết hạn á thì mình cứ ăn thôi, rẻ thì mình cứ mua. Rồi Như cũng có đem mấy cái lát thịt xông khói tới cho bác á. Bác rất là vui, rất là mừng, rất là kiểu không có phải là đồ rẻ, đồ hết hạn là bác không có ăn đâu. Bác nói là tụi con có nên tiết kiệm như vậy đó, đồ rẻ cứ mua về mà ăn, miễn sao mà nó chưa có hư, chưa có hết hạn là được, còn còn hạn là mình cứ ăn thôi. Mai Kỳ. Xin chào. Xin chào. Tường Vy, xin chào ông bà cô chú. Cái tờ ngồi ghế đang chuẩn bị ăn á ông bà cô chú. Cái bàn tiệc á, hai bác đã chuẩn bị xong, sẵn sàng hết trơn rồi nè. Giờ chỉ cần là mình dọn lên là ăn thôi. Hôm nay có 8 người ở trên bàn tiệc. Dưa leo chua này nè, với mứt này nè, là đều của bác gái làm hết luôn á. Bác ấy rất là giỏi làm bánh với lại làm những cái món đồ chua với lại mứt. Rồi bữa nay đeo nhẫn nữa. Ừ, rồi đeo đồng hồ nữa. Mà thật ra ha, đồng hồ là không có đi pin đâu, không có pin gì đâu, mà đi đâu cũng lấy đồng hồ với lại nhẫn đeo thôi. Như nói xấu vậy nè, anh không có nghe đâu, cho nên anh không có hiểu đâu, cho nên ông bà cô chú đừng lo. Phúng cà đè. Yep. Này. Yep. Mắm mốt đè. Sữa. À ha. Em đang xe qua đường thích cái. Men den är anställd på rätt bra. Men jag tror det funkar inte. Cái này là giống như thịt viên á, mình nấu với sốt vậy đó. Thơm lắm ông bà cô chú. Thơm cái mùi kem á. Mùi kem với lại sữa. Đây là cái bếp của hai bác nè. Hôm bữa Như không có quay trọn vẹn cái bếp, hôm nay Như quay cái bếp nè. Ba bé tờ thì về hưu rồi, còn dì của bé tờ á, mẹ sao á thì còn đi làm. Cho nên bác trai á thường ở nhà nấu ăn hơn, chăm sóc nhà cửa hơn là bác gái. Bác gái rảnh rỗi thì làm bánh thôi, còn bác trai thì thích nấu ăn. Những cái món ăn ngày hôm nay á, thì tự tay bác trai nấu. Bác nấu, bác đợi mình xuống á, thì bác đậy giấy là như này nè, để giữ nóng nè. Trong đây là cái gì Như cũng không biết luôn. Chỉ có cái nồi thịt hồi nãy á, là Như biết là thịt thôi. Còn mấy cái nồi nhỏ nhỏ này Như cũng không biết là cái gì nữa. Bác đàn ông nhưng mà bác làm bếp rất là sạch luôn. Nhìn từ trên tới dưới, cái gì cũng sạch bóng hết ông bà cô chú. Còn đây, đây là bánh của bác gái làm nè. Đây cũng là bác làm. Cái bịch cà phê này nãy á, bác mở cái bịch lớn ra bác lấy xúc xích á. Cái bác hỏi Như là cái này là cái gì vậy? Trà của Việt Nam hả? Như nói cà phê. Cái bác nói là thú vị quá. Chút xíu Như pha cho bác uống thử nha. Cái phin cà phê này của khán giả tặng Peter hôm bữa nè.
Men det här är två skålar här som kommer in. Ska du filma det med eller kanske? Ja. Rồi bưng cái dĩa đi, đi làm gì đứng nhìn điện thoại qua vậy trời. Ok. Để xem không hả, không được sao. Đậu. Đậu que. Ok. Ừ. Hai cha con. Ba có vẻ là như nhìn bác mặc đồ nấu ăn á, cái tập về á, nhìn đẹp quá ông bà cô chú. Bác ấy cao á. Ba của bé tờ thì thương bé tờ, thì cưng bé tờ lắm luôn. Tại vì ảnh là kiểu con đầu lòng á, cho nên bác cưng lắm. Rồi, vô chỗ ngồi hết. Bây giờ thì chuẩn bị ăn. Nhưng mà cả nhà cùng ăn tiệc với gia đình của Như nha. Không phải ăn tiệc, chỉ là một bữa ăn gia đình thôi. Tại vì bài trí hoành tráng quá, mình kêu bằng buổi tiệc luôn. Dịch rồi gốc. Sốt lọc. Den med den vi hade igår, den var jättegod. Vad hette den? Phở xào. Ja, phở xào. Vill du ha en törtis till? Ja, såklart. Nej, det var jättegott. Men kan du lägga ut recepten på det du lagar? På svenska då? Ja. Nej, det är inte mer som ska. Du fattar inte. Ja, men vad då? Vår rulla. Man kan ju översätta det. Ja, det kan man. Google. Så, ja. Sen om det blir rätt, det vet jag inte. Så är det mjöl, så står det socker och sånt. Ja. Ibland är det så konstigt. Så vi gör så att vi kommer en gång i veckan. Ja. Välkomna. Vi ska bjuda hem. Om du sang. Men du måste städa hemma. Vi ska bara hemma. Komma i ordning lite först. Städa hemma först. Ja. Har du lämnat din lägenhet nu? Eller nej. Jag har städat färdigt. Men. Du har nycklarna kvar. Ja. Jag har jättedåligt med mat. Med handla mat. Va? Men de har inte pengar. Finns inte pengar, finns inte ingenstans att bo och inget rent vatten. Och inte, inget jobb. Inget jobb och inga... I Afrika. Ja. Det finns i Sverige med. Ja, det finns Sverige med. Det är inte så fattigdom som det finns. Jag bara går till mig på det hållet att kriget är. Det är de som tar hand om någonting. Ja. Krig? I Ukraina. Det är Ukraina, ja. Ja, det är de har svårt med maten. Ja, det är liksom just tryck. Men det kan bli krig i Sverige med. Ja, det är ett jävligt. Ja. Det är hon... Giờ viết Hồ Chí Minh hay là viết Đồng Nai đây ta? Jag ska skriva namnet på orten. Ja, viết Đồng Nai nha. Đồng, allting bara på Đồng Nai. Den. Đồng Nai. Trycka på Đồng Nai. Đồng Nai. Det är ingen sån som man kan trycka på där. Hon trodde nu det var... Touch. Nej, det är inte den. Det är Đồng Nai. Đồng Nai. Đồng Nai, giờ bêu đà. Nó sẽ vào hàng một tuần sau. Đây là nè, họ vẫn sẽ có gì hả? Này, Đồng Nai, Internet à? Mình giờ, này giờ, giờ phơ đây Tiền Giang, sau đây nè à, mình giờ họ flip tật. Mình mắm mà họ flip tật thì Đồng Nai. Tiền Đồng Nai. Đồng Nai. Đây Hồ Chí Minh, đây Sài Gòn, Stodden, Sài Gòn. Đây là Sài Gòn. Dạ, Sài Gòn. Đây
Jag vet inte vad ska man säga. Komma till den. Det brukar komma sån. Var det är någonstans. Där är det. Mm. Så zoomar du där ut så ser vi var vi... À, nhưng biết ra cái địa chỉ ở trường học Tôn Đức Thắng ở ở Tà Lài á. Vad sa du? Viết là ấp Phú Lộc, Tân Phú, Đồng Nai nè, ra trường học. Biên Hòa, đeo số Z từ phim. Biên Hòa, Long Khánh, Sài Gòn. Ok, men där har du huvudstaden va? Ja, det står det Hồ Chí Minh staden ju. Är det huvudstad? Huvudstad det är Hanoi. Hanoi? Hanoi det är huvudstad. Ja, men Saigon det är staden bara. Var ligger Hanoi? Hanoi, skriver Hanoi. Det är landet. Det är hela Vietnam ju. Det är Vietnam. Men var är den huvudstaden? Där uppe. Det är ju jättelångt. Ja, jättelångt land. Där är Hanoi. Det är Hanoi. Det är huvudstad. Det är ju många mejl detta. Rồi, phép tờ bây giờ sẽ mở phin cà phê ra để pha cà phê nè ông bà cô chú. Hãnh diện với cái phiên cà phê này lắm. Bây giờ đem đi mời ba, chắc là vài bữa đi mời bạn nữa. Mời em trai nữa. Vào viên từ. Is. Jag vet inte. Rồi bây giờ sẽ làm cà phê Việt Nam nha. Cà phê sữa chứ. Cà phê sữa Việt Nam mình nha. Khán giả nhắn tin cho Như là kêu là để sữa vô đây trước nè. Xong rồi để cái phin cà phê ở trên. Cà phê bây giờ đang xuống rất là đẹp luôn ông bà cô chú. Xuống từng giọt nè. Như để sữa ở dưới á, xong rồi mình lượt cà phê trực tiếp luôn. Hôm bữa Như làm sai á, xong có nhiều khán giả viết cho Như á là làm sai vậy là uống sẽ bị đau bụng á. Hên là phép tờ anh không có bị ải chĩa. Hôm nay Như làm cách này rồi ha. Làm cách này để mời ba nè. Look the good. Trời ơi, tự hào về cái cà phê Việt Nam lắm. Bây giờ đi đâu cũng mang cái phin với lại cái bịch cà phê đi hết. Đi tới nhà ba cũng xách theo. Hai cha con đang ngồi chờ phin cà phê xuống. Bác trai cũng ham lắm đó. Bác rất là thích đi du lịch, thích mấy cái món ăn lạ. Peter, visa pappa hur man gör kaffe. Hur gör du det? Jag vet inte hur man gör, ska kunna visa då. Jo, du har gjort en gång ju. Ja, ju. Men nu gjorde vi fel ju. Ja, vi har gjort fel. Nu gör vi rätt då. Ja, men jag vet. Ja, vi hoppas att det blir gott. Ska jag göra så? Blanda den kaffe med mjöl. Jag tror det är gott ju. Det är till pappa. Ja, du får bestämma själv. Så. Tack. Du fick han en sked också. Jag har den. Du får smaka först. Du behöver, annars tar vi den till detta här. Mm. Vi har en kniv. Men kan ta den nu? Kan jag ta den då? Det är sött. Mm. Ah, så det... Ta lite kaffe till, kanske. Jag hade jättemycket sånt. Jag hade jättemycket mjölk. Jag smakar lite kaffe. Nej. Nej, det är inte samma som vi gjorde hemma, Peter. Kolla.
Det är inte svart. Det är inte samma. Det smakar mer som kaffe i kör. Men de dricker väl i Vietnam, det är ju varmt. Alltså det är ju det som det... De kan inte ha att dricka varmt kaffe där ju. Alltså på samma sätt. För därför blir det ju... Det är ju rätt så gott. Men det måste vara goda på sommaren. Sommaren är godare. Men hörde du det? Monica sa att det var godare kaffe än i Sverige. Aha! En vanlig kaffe, hon tyckte inte om vanlig kaffe, hon dricker inte det ju. Bác gái nói là ly cà phê sữa của Như làm cho bác á uống ngon hơn cà phê Thụy Điển. Đây này ông bà cô chú. Jag kan säga det igen men det kostar. Bác trai với lại bác gái uống hết ly cà phê sữa rồi. Giờ Như sẽ làm ly cà phê phê đá nha. Đó. Cà phê nó xuống từng giọt kìa nè. Đây là nước pháo đó này. Cái đó thì cà phê giả quá Như làm để dành cho Như uống. Chẳng hiểu gì. Đây thì mày. Ok. Trời ơi, cà phê hả, nó thơm hết cái gian nhà của bác luôn. Mà nó xuống từng giọt nè. Như nói với Peter với lại bác trai á, là cà phê ở Việt Nam phải xuống từng giọt như vậy á. Xong rồi mình ngồi mình nghe nhạc, mình nhìn ra đường, nhìn ra cảnh, xong rồi mình chờ cà phê xuống để mình thưởng thức. Peter thì 41 tuổi mới nhìn thấy được cái phim cà phê, còn bác trai thì 67 tuổi mới thấy được cái phim cà phê Việt Nam mình á. Lần đầu tiên thấy lượt cà phê mà cái cách nó nhiễu giọt như vậy luôn không bà cô chú? Tại vì cà phê ở Thụy Điển á là nó như thế này nè. Đây nè, cái máy cà phê này là lượt cà phê ở Thụy Điển nè. Nó xuống rất là nhanh. Mỗi lần người Thụy Điển họ lượt á thì đầy đầy cái này luôn. Nó ska ni ha, han vill ha sånt liten då. Inte så mycket bara, sa han. Aha. Han tror det. Han tror det blir godare då. Bác trai không muốn thử cà phê đá đá với cà phê đen như này. Bác muốn có sữa vô nhưng mà ít sữa thôi chứ không có nhiều. Nhiều đây chắc là cũng làm được ly cà phê sữa rồi á. Soda. Du kan göra om den där nu så ska jag med för. Säg den till dig. Rồi bây giờ mình sẽ cho một ít sữa vô đây thôi, theo ý của bác. Rồi đây thì pappa đây nè. Det är inte så mycket sådana då. Så räcker nog. Ska det vara is i den? Ja. Jag tar den här. Jag kan nog inte räcka upp här till sen. Vågar inte. Är det samma i den? Nej. Hur smakar det? Det är nog inte så sött. Men det är gott. Det smakar mycket bönor, alltså kaffe. Det smakar mycket kaffe. Ja. Men det är gott. Ja, det är rätt så gott. Men det är gott. Men det är vi vana vid andra. Men det är godare det man har i kaffeautomaterna på jobbet och sånt. Ja, det är gott. Det är inte att dricka. Och det är likadant man är utomlands. För god kaffe är svårt. Men detta har varit fel. Trung Trời đất ơi, ông chủ Trung Nguyên mà nghe ông đọc cái này xong chắc coffee. Khóc như một dòng sông luôn. Trung Nguyên Tàu. Trung Nguyên. Trung Nguyên. Trung Trung Nguyên. 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 Sáng tạo. Sáng tạo. Bốn. Four. Tạo. Bốn. Bốn. Chữ gì đây? Ten point. Khai. Trời đất ơi, tiên phong khai phá. Tiên.
Tinh. Phong. Phong. Khai. Khai. Phá. Phá. Chúng ta lấy cái Ok. Như không nghĩ là Peter anh lại ham cái phim cà phê Việt Nam mình nhiều như vậy luôn. Nếu mà như biết anh ham cà phê với lại thích cái phim cà phê nhiều như thế này ha, là hôm bữa như đi về Việt Nam á là như mua cà phê đem qua cho anh rồi. Cái phim cà phê giờ giống như là cục vàng của ông vậy đó. Đi đâu cũng đem theo hết. Đi tới nhà ba thì đem theo tới nhà ba, còn đi tới nhà mẹ thì đem theo. Có bữa đem cái phin cà phê không mà để cái bịch cà phê lại, tại vì sợ hết cà phê á bà cô chú. Cần gì đâu mà ai giúp làm, tự mình làm cà phê mình uống luôn hả? Men du, vi tar ett jordägg i farten. Nej. Det var bara fel vägg. Đã không bà cô chú? À, có được. Ừ, xin chào, uống đi. À, uống cà phê sữa Việt Nam kìa, đã chưa? Yes, ta có. Thế ta nói là ngon quá. Uống lần thứ hai vẫn cảm thấy ngon. Ừ. Thế ta giờ ảnh yêu yêu cà phê Việt Nam luôn rồi. Em yêu. Em yêu. Anh nói em yêu. Ờ, đã chưa? Trời, cái này mà về Việt Nam hay kêu ly cà phê xong rồi ra đường ngồi coi người ta buôn bán hàng rong đồ đó, uống cà phê nữa là rồi. Mê luôn. Ông bà cô chú thấy ba cái ly cà phê sữa không? Ly này là của Peter nè, còn hai cái ly này là của ba Peter ha. Ly này thì sữa nhiều mà cà phê ít. Còn cái ly này thì sữa ít, cà phê nhiều. Bác uống hai ly luôn, bác kêu ngon quá. Ly này của Peter nè. Rồi, uống cà phê sữa ở Việt Nam xong bây giờ tiếp tục quay qua uống cà phê Thụy Điển. Vad heter den på svenska då, Petter? Semla. Fastlagsbulle. Semla. 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 Ja. Många semlo. Ja. En semla. Jag kan. Ja, så blir det ju här i slutet. En semla. Många semlo. Ja. Jag kan det ju. Đây, giờ mình cắt cái này ra xong rồi mình để kem vô. Xong rồi mình đậy cái nắp lại. Sau bữa ăn thì gia đình của Như uống cà phê của Việt Nam. Sau cà phê Việt Nam thì uống cà phê Thụy Điển với lại ăn mấy cái bánh ngọt này nè. Và cái video ngày hôm nay của Như cũng xin phép dừng ở đây. Như cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian xem những video của gia đình Như. Như xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Chúc ông bà, cô chú, anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, bình yên, hạnh phúc bên gia đình yes, và bạn bè nha. Yes, Kevin Hall. Nó biết rồi, nó biết rồi. Biết rồi rồi. Nè.